Hello uh, Kính thưa quý vị và các bạn uh, hôm nay là ngày 24 rồi cả nhà uh, Đúng 2 uh, tháng siêu Nguyễn Phương Hằng bị uh, bắt tạm giam thì uh, cũng chính vì cái mốc uh, thời gian này bác uh, Đặng Quang Quỳnh đã có chia sẻ một cái bài viết cũng khá là hay uh, cụ thể thì uh, bác viết rằng uh, thời gian trôi qua nhanh như uh, chó hóa chạy uh, đã vừa tròn 2 tháng uh, Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố và bắt tạm giam theo điều 331 bộ luật hình sự do đơn tố cáo của cô ca sĩ Vi Oanh. À, cái này là do báo chí viết nha cả nhà. Một số tờ báo nói là à, bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt tạm giam là do ca sĩ Vi Oanh tố à, là cái gì đó. Chính Vi Oanh chính cũng xác nhận chuyện này ha. Rồi từ à, buổi chiều ngày 24 tháng 3 năm 2022 cho đến nay, Phương Hằng một thân một mình ở trong trại tạm giam T30. Nhưng à, ngoài đời có cả triệu người vẫn dõi theo Ngoài trời Sài Gòn mưa lớn và mỗi ngày mỗi đêm vẫn có bao giọt lệ rơi vì thương, vì tức tuổi vì oán hận Những kẻ lòng lan giả dạ thú đã kết bè, kéo cánh để đánh hội đồng một cái công ty, công ty một thành viên của CEO Và cũng biết trong ngày hôm nay khi đọc những dòng đăng trên status này Lại có bao chị em, bao cháu lại khóc vì không thể kiềm chế nổi cảm xúc là con người đó, chứ đâu phải là gỗ đá, cũng đâu phải là người làm cái nghề biểu diễn ở sân khấu Chỉ cười, chỉ khóc theo cái vai sau lớp son phấn để mua vui được một vài trống canh Ngay như cụ là một lão già U80 à, Tuy nước mắt đã rơi cạn vì khóc thương đồng đội Vì người thân đã ra đi trong thời chiến và thời bình Mà đi qua cũng phải tràn trọc suy nghĩ cụ thương Phương Hằng một phần thì thương cháu Hằng Hữu 10 phần à, thương những đứa trẻ bị bệnh não uống thủy bị tim bẩm sinh thương những người nghèo khổ khó khăn đang chờ những đồng tiền hỗ trợ từ những mạnh thường quân trong đó có CEO Nguyễn Phương Hằng và Huỳnh Quy Dũng cụ lại giận những kẻ độc ác từ trong lẫn ngoài đọc từ tâm cho đến diện đó là những nhân vật ẩn dụ như bông hồng máu, con quỷ, vân vân mà nhà văn, nhà báo Nguyễn Trọng Huân ở ngoài Bắc đã đưa lên kênh YouTube của tác giả và tác phẩm. À, cụ cũng không biết hai tháng qua sau khi sắp nhập hai cái vụ việc khởi tố của công an thành phố Hồ Chí Minh và công an Bình Dương đó, thì cơ quan điều tra đã thu được những gì có làm sáng tỏ được những cái hành vi như là đẻ thuê là gãy bao là ngủ với hàng chục người đàn ông là lãnh đạo ngủ với gái vân v, .v. À, có tính xúc phạm cá nhân tổ chức như là đơn tố cáo của ca sĩ đồng xanh của đức hiển hàn ni của anh hoàng của cô tiên à, của phương hằng tố cáo qua tố cáo lại à, có được làm rõ cái thiệt hại giá trị vật chất và tinh thần của cá nhân tổ chức hay chưa nhưng mà nhìn vào diễn biến của công tác điều tra của công an long an khi mà khởi tố bắt tạm giam thêm bà Cao Thị Cúc và tiếp tục mở rộng vụ án truy tìm Diễm My thì thấy không thể nào phủ nhận công lao của Phương Hằng đã tố cáo à, cái hộ gia đình ông Lê Tùng Vân cùng với đồng bọn à, thử hỏi á nếu như Nguyễn Phương Hằng không khuấy động không chọc thẳng vào cái tổ quỷ này á thì tác hại của nó còn lớn đến đâu nữa và nếu như Phương Hằng không tố giác thần y võ Hoàng Yên, nghị sĩ dơ nhà báo hai mặt những kẻ phản động trong và ngoài nước á, thì thử hỏi cái hệ lụy còn lớn đến mức nào nữa à cái chỗ này thì có một điều phải công nhận như thế này cả nhà thật sự á, cái việc mà một số người dân trước đây á, thì cũng có tinh thần yêu nước cũng yêu dân tộc đó nhưng mà họ khẳng định rằng sau khi mà theo dõi cái drama của bà nguyễn phương hằng thì cái tinh thần dân tộc họ mới lên cao và họ cảm thấy họ yêu nước hơn và những ai mà đụng chạm hay là những ai mà xuyên tạc chống phá đất nước á thì họ cảm thấy rất là ghét, họ rất là bức bức xúc với những người đó. Thì rõ ràng qua cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng á, mình không biết là cái giá trị đem lại nó nhiều đến mức nào nhưng mà riêng về cái phần mà yêu nước á thì dường như bà Nguyễn Phương Hằng đã à, đã làm cho chúng ta, làm cho những người là yêu nước á, người ta cảm thấy yêu nước hơn và người ta có cái tinh thần dân tộc hơn. Đó là một cái cái tính nhân văn ở trong cái drama của bà Nguyễn Phương Hằng Mà chúng ta mấy con này chúng ta quên quên để ý tới á ha rồi nhà báo trọng quân viết tiếp là cụ vừa thương vừa nể phục một CEO phương hằng đã làm nhiều việc thiện đã dấn thân theo cái rama để tố cáo cái xấu góp phần quét bỏ rác rưởi ở xã hội à, cụ nhớ tới cái lời thơ của nhà thơ thổ nhĩ kỳ có viết á, là nếu anh không đốt lửa nếu tôi không đốt lửa thì không thể biến đêm đông thành bình minh rực rỡ À, rất mong cơ quan chức năng và toàn xã hội hãy công tâm trong điều tra, trong nhận xét, đánh giá cái drama của siêu Nguyễn Quân Hằng để luận công, luận tội rõ ràng, sao cho khẩu phục, tâm phục, vừa đảm bảo kỹ cương phép nước, vừa có tính giáo dục, răng đe, đồng thời có tính nhân văn như lời của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vẫn thường nói. Cái chỗ này hay nhất. Mình thấy cái đoạn kết mà bác, bác Đặng Quang Quỳnh viết ra rất là hay đúng không cả nhà? à rất mong cơ quan chức năng và toàn xã hội hãy công tâm trong điều tra trong nhận xét trong đánh giá ra ma của siêu nguyễn phương hằng công tâm ở đây á là để những cái người mà đang bên phía đối lập bà nguyễn phương hằng á họ cũng phải thừa nhận một điều rằng tất cả những việc làm của cô Hằng chú dũng đã à, làm trước đây nó là một cái cái gì đó rất là to lớn rất là cần phải phát huy chứ không phải là giống như những lời họ xuyên tạc đúng không họ cứ xuyên, họ ghét người ta rồi họ mỉa mai họ xuyên tạc đủ thứ trong khi á những cái việc làm đó rõ ràng là bà hàng ông Dũng đã làm rồi và khi đó khi, khi mà thực hiện cái hành động là là ủng hộ hay là hỗ trợ những cái hoàn cảnh khó khăn đó, thì ông Dũng bà Hằng đã không nói lên tiếng nào hết đúng không không có à, đi đến đâu cũng la làng lên ha. báo chí đang rần rần kể cả có một cái phần nhỏ 50 bánh bo bánh bông lan thôi trứng muối thôi mà cũng báo chí đang rần rần trong khi bà hàng ông Dũng đó, là hoàn toàn không có nói gì đến chỉ sau khi cái drama nổ ra thì có nhiều người mỉa mai à, Từ đó thì bà Hằng mới nói là Ừ tôi có làm như vậy chứ không phải là nổ giống như bạn nói à, Thì từ đó bà Hằng mới nói lên thôi Chứ thật sự trước đó bà Hằng không có nói nhiều Đúng không? À, và chúng ta nhớ trước đây thì có rất là nhiều Rất nhiều những người vị lãnh đạo cũng đã gửi lời cảm ơn chân thành đối với bà Nguyễn Phương Hằng Chẳng hạn như Chủ tịch Mãi nè ở Bến Tre Cái thời còn ở Bến Tre đó Thì Chủ tịch cũng cảm ơn Rồi rất là nhiều trường hợp khác Chẳng hạn như là bác sĩ Lê Đức Nhân là giám đốc bệnh viện đa khoa đà nẵng á, cũng đã từng xúc động nói rằng á, là à, với cái tấm lòng nhân ái thì nhiều trẻ em không may mắc cái bệnh mắc những cái bệnh á, thì sẽ có cơ hội tìm lại cuộc sống tốt hơn à, cho nên ông á, đã xin gửi lời cảm ơn chân thành đến vợ chồng ông quỳnh quý dũng và nguyễn phương hằng à, và quỹ từ thiện hằng hữu đã đồng hành đã hỗ trợ cho bệnh viện đa khoa đà nẵng trong suốt thời gian qua à, và đồng thời từ đó là nó sẽ mở thêm à, cái phạm vi À, cũng như là có những cái những hoàn cảnh khác sẽ có cơ hội để tiếp cận đến những cái quỹ từ thiện đợt hàng hữu đó đúng không đó là một cái việc làm rất là nhân văn hay như là như um, ông hồ kỳ minh á, là phó chủ tịch quỹ ban nhân thành phố đà nẵng cũng đã từng phát biểu á, là lãnh đạo thành phố đà nẵng đánh giá rất cao về um, cái chương trình của quỹ từ thiện hàng hữu rồi uh, bởi vì cái quỹ từ thiện này rất là nhân văn hả? rồi hơn thế nữa cái việc mà tài trợ những cái gối trang thiết bị chuyên dùng để nâng cao năng lực và cái hiệu sức phẫu thuật, à, rồi cộng thêm cái gối tài trợ 500 triệu, cái là cái gối dầu vàng cả nha, à, cho 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 cái khoa cấp cứu của bệnh viện Đà Nẵng để à, giải quyết nhanh các cái trường hợp mà người thân không có à, không có đi chung với cái bệnh nhân á để à, nhập viện thì cái cái quỹ đó sẽ lấy ra, thì cái quỹ dầu vàng có lẽ là cả nhà cũng nghe chú Quỳnh Quy Dũng giải thích rất là nhiều rồi à, và ngay cả bệnh viện Đà Nẵng cũng được hỗ trợ cái gối gói tài trợ đó là 500 triệu đó thì ông Minh cũng đề nghị là ban giám đốc bệnh viện đa khoa Đà Nẵng hãy công khai hãy minh bạch thông tin về chương trình để nhiều bệnh nhân và gia đình có thể tiếp cận được chương trình nó thuận lợi hơn và qua đó thì ông gửi lời cảm ơn đến cô Hoàng Chú Dũng đã tạo ra một cái quỹ rất là nhân văn như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy rất là nhiều lần những bác lãnh đạo rồi những đồng chí mà ở trong ở những cái địa phương mà nhận cái tài trợ của của hàng châu dũng đã cảm ơn đã tặng bằng khen rồi à, đó là những cái sự thật là hiển hiện rồi à, nhưng mà những cái người không thích bà hàng á, họ vẫn cố tình họ không có muốn hiểu cái chuyện đó họ không muốn biết chuyện đó hoặc là họ đã biết nhưng mà họ cố tình phớt lờ bởi vì họ ghét rồi họ làm cái gì làm sao cho bà hàng xấu xa nhất và hàng là là tệ hại nhất thì họ mới chịu chứ còn những cái việc làm tốt của bà hàng của ông dũng thì họ không chịu thấy họ không có không có chịu lan tỏa những thông tin đó à, thực sự thì đó là một những con người rất là tiểu nhân đúng không cả nhà bởi vì khi mà chúng ta phản ánh cái vấn đề gì ấy, thì chúng ta cũng phải xem hai mặt của nó Ở không phải xem hai mặt bây giờ cho dù yêu cho dù ghét gì không biết nhưng mà cái gì có thì phải nói còn không có thì đừng có nói mà đằng này họ toàn là xuyên tạc những cái gì mà là, là rất là ghê gớm cho bên phía đại nam cho bên phía cô hàng Châu dũng ấy, thì họ mới làm chẳng hạn như cái chuyện của ông dũng nè chẳng hạn như công ty đại nam nè người ta vẫn uh, kinh doanh bình thường cũng phát triển rất là mạnh nhưng mà họ lại xuyên tạc họ nói là công ty đại nam phá sản rồi ông dũng bị bắt rồi ôi tùm lum tùm la hết trơn rõ ràng họ bịa ra những cái chuyện đó Ở trong khi cái việc làm tốt của người ta thì họ không lan tỏa đúng là những kẻ tiểu nhân à, rất là nhưng mà cái thành phần đó thật sự sẽ là rất là nguy hiểm cho xã hội bởi vì họ không có nhìn thấy cái mặt tích cực để cùng lan tỏa những thông tin tích cực mà họ đưa ra những cái thông tin tiêu cực vậy rõ ràng họ vẫn dắt một bộ phận những cái người mà à, nhẹ dạ hoặc là những cái người mà cuồng tính á nghe theo họ và từ đó thì sẽ có những cái hành động sai trái à, có thể là vi phạm pháp luật luôn nữa đúng không cả nhà đó là những cái thành phần rất là nguy hiểm luôn ha rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi đó. xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại